Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hoàng Tô ha. Chiều nay là ngày 2 tháng 8 năm 2023. Em có về mấy dòng điện thoại Samsung, Apple dòng cao ha. Dạ iPhone nha. iPhone bên em là iPhone chính hãng chứ không có bán iPhone của Singapore nha cô chú anh chị. iPhone Singapore là iPhone của Trung Quốc cho nên em không có bán ha. Rồi, bây giờ em vô test máy báo giá từng cái cô chú anh chị nào mình nên cái nào thì chốt liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại của em là 0939301439 nha. Chiều tầm 4 giờ rưỡi em bán ngoài sân vận động Tân An á. Còn ban ngày thì em ở 42 Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Tân An Long An. Cô chú anh chị nào ở khu vực thành phố Tân An thì cứ tới với ngay nhà em ha. Mua máy xe máy trực tiếp luôn nha. Đây em có địa chỉ rõ ràng nha. Bên em bán có bảo hành. Bên đây là địa chỉ, còn đây là thông tin bảo hành của khách hàng nha. Địa chỉ 42 Phan Đình Phùng ha. Về mấy cái bồ nha, giờ em vô em test máy nha. Oppo A52 ha, con này hồi tối này em mới đổi máy với khách nha. Đổi máy với khách giá nó cũng mềm cho nên một tí xíu nữa em sẽ bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình xài ha. Cái này là dấu tay nha, chứ máy không có bị trầy xước gì hết ha. Máy này là đẹp 98% nha. Đây Oppo A52 Android 11 RAM 8+3. Cái này nó cộng 5 luôn nha. Nè nó cộng 5 được nha. Em sẽ tăng cộng 5. Rồi bộ nhớ 128. Con chip nắp ra lành ha. Chip của Mỹ nha. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.3 triệu ha. RAM 8+5, bộ nhớ 128, giá rẻ bèo luôn nha. Lâu lâu mới có được cây nha cô chú anh chị. Cái này là còn zin nguyên cây luôn ha, màn hình zin luôn nè. Quên em test cam nha. Đây cam trước cam sau ok ha. Rồi Oppo A5s ha. Máy này đẹp 99% luôn nha. Màu đỏ. RAM 3 bộ nhớ 32. Nè máy bên em mà máy nào đẹp thì nói đẹp nha cô chú anh chị. Em quay kỹ cho xem luôn nè ha. Đây. Không có trầy xước, dấu lông mèo hay gì luôn ha. Màn hình là không có trầy luôn. Rồi máy bên em là tình trạng có sao em báo vậy nha. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.500.000 ha. Oppo A5s giá 1.500.000, đẹp 99%. Rồi tiếp theo em có Oppo A12 nha cô chú anh chị. Android 8 nè. RAM 3 bộ nhớ 64 ha. Rồi ở dưới đây là nó không có nút trở về nha. Nó có ba cái thanh như vậy. Mình vuốt lên là nó sẽ trở về thôi ha, chứ không có cái nút nha. Rồi em chụp hình nè. Rồi máy này thì khách trước xài ốp lưng nó nhăm nhăm cái lưng ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1.550.000 luôn. Em có tặng ốp lưng cho cô chú anh chị luôn nha. Đây cô chú anh chị mua bên em cái nào có ốp lưng thì em tặng ốp lưng, còn cái nào không có thì không có nha. Rồi tiếp theo em có cây Oppo A5. A5 2020 ha. Android 10 RAM 3 bộ nhớ 64. Chạy con chip nắp ra gần. Màn hình cây thỏ ha. Màn hình này 6.5 ạ. Em chụp hình nè. Cô chú anh chị mua hàng ở sân vận động thì nhớ nhìn kỹ mặt giùm em ha. Máy bên em là chụp hình là cam là bao đẹp nha. Chụp hình máy
giá rẻ hoặc là giá, nói chung là giá thấp nhất cũng chụp hình là phải đẹp em mới nhập, chứ còn chụp hình xấu là em không có nhập ha. Rồi khi mua hàng nhớ nhìn kỹ mặt giùm em, tại sao vận động cũng có nhiều người bán á, mình mua mình đổi hàng thì mình đem lại ngay chỗ đó mình đổi nha, tại vì bên em bán máy là cam đẹp, không có cam không có bậy bạ, cho nên là lại nói em là cam bị mờ là em thấy sai sai rồi. Với lại nhiều khi chiều em mới dọn ra em chưa bán mà cô chú anh chị lại đổi máy quần em quá, nguyên ngày đó em bán ghế luôn. Đổi máy mà đổi nhầm người nữa. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1.950.000 ha, máy đẹp 99% nha. Chân sạc tai xi luôn. Rồi tiếp theo em có cây Samsung A20s ha. Này A20s pin 4000, Android 11 ha, màn hình 6.7, RAM 4, bộ nhớ 64. Em chụp hình nha, máy này đẹp 99% nè. Cam sao? Cái con Apple 2020 hồi nãy là pin 5000 nha cô chú anh chị. A5 2020 là pin 5000 nha. Rồi con này là con Samsung này RAM 4 nhớ 64, pin 4000. Em bán cho cô chú anh chị 1.950.000 ha. Đi vậy lốt này lưng bị nhăm nhăm nha cô chú anh chị. Rồi nhăm theo thời gian luôn ha. Máy này tại vì cũng lâu rồi. Để em chụp hình cho. Rồi cam trước. Cam sau. Con này thì RAM 4 nhớ 32 ha nè, chụp hình nè. Máy này cũng được 96% nha cô chú anh chị. Nó chỉ cái lưng nó 1-2 nút ruồi thôi nha. Rồi cái này em bán giá 1.4 triệu ha. Chi 7 cộng màu đen. Cô chú này chi 7 2016. Nè màn đẹp, chụp hình đẹp hết. Rồi tiếp theo em có Z7 2016 ha. Hai con nãy là Z5 nha cô chú anh chị, còn này là Z7 2016. Rồi bị trầy cái vỏ vậy ha. Vỏ thì ok hết, màn đẹp nha. Nè màn của nó nè, màn riêng luôn nha, chụp hình đẹp nha. Cây nào mà cam bị lỗi đồ là em nói nha, em nói mà bán rẻ cho cô chú anh chị mua xài. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 850.000 luôn nha. Rồi con này Z4 ha, Z4 RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Con này máy của khách đổi em thâu rẻ, em bán rẻ cho cô chú anh chị xài nha, nhưng mà máy cam cũng đẹp nha. Nè cam nè, con này em bán cho cô chú anh chị giá 600k luôn. Đó, xả hàng 600k Z4. Z6 cộng màu đỏ nha, RAM 3 bộ nhớ 32. Chụp hình mà. Cái này em bán cho cô chú anh chị giá 1.2 triệu luôn nha. Cảm ơn nè. Triệu 2.
sao thân không sao thân. Mẹ em tết cảm ứng này nha. Rồi, em test cảm ứng xong rồi ha. Triệu 2. Rồi. Tiếp theo em có cây con này. Tiếp theo em có con này, con A6 nha. Màn hình AMOLED. RAM 3, bộ nhớ 32. Em chụp hình nè. Em bán giá 1 triệu 2 luôn nha, máy đẹp 95% à. Rồi tiếp theo Z7. Này Z7 Pro, Z7 Pro màu xanh và màu hồng à, màu hồng nhạt nha cô chú anh chị. Màn hình của nó 5.5 ha. Đây. Cầm trước cầm sau vậy ok ha. Rồi Z7 Pro em có hai cây. Này RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600, màn hình 5.5. Màn hình AMOLED ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1.250.000 ha. Rồi Z7 cộng. À không ba hết, em còn một cây ha. Màn hình sáng rõ ha. Rồi tiếp theo em có cây A03 ha. Cây này RAM 3 bộ nhớ ha, 32 pin 5000 nha. Màn hình 6.5. Màn hình tay thỏ ha, máy đẹp 99%, pin 5000. Con RAM 4 em bán rồi nha, còn cây RAM 3 nè. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1.700.000 ha. Máy đẹp full chức năng nha. A03 S nha cô chú anh chị, màu xanh dương ha. Máy đẹp 99% nha. RAM 4 bộ nhớ 64, pin 5000. Rồi em chụp hình cho xem nha. Đó. À, chụp hình nè. Máy rất là rõ đẹp nha, máy đẹp 99% luôn. Rồi em bán cho cô chú anh chị cây này giá 1.900.000 ha. RAM 4 64 nha. A20. A20 này máy đẹp 98% ha. A20 RAM 3 bộ nhớ 32, con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.300.000. Đây. A20 ha. Android 11 nha. Con này pin 4000. Giá 1.300.000. Đây, RAM 4 màu nhớ 64, A50. Pin 4000 ha. Android 11, chân sạc taxi.
Cây màu trắng và cây màu xanh, hai cây y hình ha, mái đẹp 98-99% nha. Rồi bán cho cô chú cái này giá 1.850.000 ha. A50 giá 1.850.000. Rồi tiếp theo em có cây này là A30S nè. Chụp hình nè. Android 11 pin 4000, RAM 4 mô nhớ 64 ha. Vỏ đẹp nha, màu xanh nè. $1.850.000 nha cô chú anh chị. A30S. Cái này tương cũng. A51. Là A51 này em mới về hai con màu xanh ha. Màu xanh này là đang hot nha. Em bán màu này chạy cho nên em nhập về màu này. Một cây RAM 6 bộ nhớ 128, một cây RAM 8 bộ nhớ 128 luôn nha. Máy full chức năng. Vân tay còn đầy đủ ha. Rồi cây RAM 6 thì em bán cho cô chú anh chị giá 2.8 nha. RAM 6 bộ nhớ 128 còn vân tay luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà bên em cây nào mà nó mất vân tay á, thì em bán cho cô chú anh chị giá 2.6 nha. Nếu mà A51 nếu mà mất vân tay là em bán 2.6, còn này là còn vân tay đầy đủ. Máy đẹp, chụp hình đẹp nha. Màn hình đục lỗ nè. Con này là RAM 8 nè nha, để em chụp hình nha. Con RAM 8 là em bán cho cô chú anh chị giá 3.1 ha. À. Chụp hình rất là rõ nha. Rồi 3.1 nè. Rồi còn cây này RAM 6 nhớ 128 nè. Cây nào chụp hình cũng đẹp hết nha. Rồi 2.8. Rồi tiếp theo hôm nay em mới về con Y15 nha. Vivo Y15 RAM 4 bộ nhớ 64 pin 5000. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.7 luôn ha. Nè, em chụp hình nè. Chụp hình máy đẹp ha. Màu đỏ tím. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.7 luôn. Rồi tiếp theo em like con em like Samsung hết rồi ha. Bây giờ em tiếp theo tới dòng Apple nha. Đưa giùm em con Apple đây. Apple A31 RAM 6 bộ nhớ 128. Màn hình tay thở. Chụp hình nè. Apple A31 RAM 6 bộ nhớ 128 pin 4200. 4230. Màn hình này 6.5 nha. 2.350.000 nha cô chú anh chị. Oppo A31. Rồi, tiếp theo con Renault. Renault này mới về nha. Renault thì nó cũng có một màu thôi ha. Màu này thì em bán được, em hay nhập một màu này.
Rồi em chụp hình camera lồi thụt ha. Nè cam sau nè, cam trước đã lồi lên nha. Nó máy chụp hình rất là đẹp ha. Rồi máy đẹp 99%. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 2.650.000 ha. RAM 8 cộng á, RAM 8 cộng bộ nhớ 128, RAM 8 cộng 5 nha. Bộ nhớ 128. 2.650. Rồi tiếp theo nè, em là iPhone ha. iPhone 6S nè. Sớt lút này nè, em có 4 cây nha. 2 cây màu vàng gold và 1 cây màu hồng nhạt, cây nha màu hồng hơi đậm ha. iPhone bên em pin là 100 pin trăm không nha cô chú anh chị. Em nhập lô hàng này về pin ok lắm. Cây này 16GB ha, 6S lút. Máy đẹp nha, được tặng ốp lưng trong nha, cắp sạc luôn. Rồi cây này mất vân tay. Rồi cây này 6S lốt 16GB mất vân tay, máy còn đẹp. Em bán cho cô chú anh chị giá 1.500.000 ha, màn đẹp luôn nha. Đây màn nè, màu gold, giá 1.500.000. Rồi tiếp theo cây này em, con này 6S lốt 32GB, pin cũng 100% luôn nha. 32GB còn vân tay, máy đẹp, màn hình đẹp nè. Để em vô em test pin nha. Đây pin 100% ha, vô test vân tay luôn. Rồi vân tay còn ok nha. Cái này nút hôm này là em thay nút hôm rồi nha cô chú anh chị, nhưng mà máy vẫn còn dân, máy đẹp đàng hoàng nha, 32GB. Cây 6S lốt này máy còn đẹp nha cô chú anh chị, máy đẹp 98-99% luôn nha. Sườn đồ cũng còn đẹp, màn cũng đẹp luôn nha, nhưng mà nút hôm này nó bị ấy, em thay lại nhưng mà vẫn còn dân bình thường nha. Vẫn còn dân nhưng mà bây giờ nhìn như vậy thì nó xấu nè, cho nên đúng là cây này là em bán 1.700.000. Nút hôm nó màu đen là em bán 1.700.000, mà cái này lúc hôm nó màu trắng là màn màu đen thì em bán 1.600.000 ha. Rồi máy đẹp full chức năng luôn, còn dân pin 100%, 32GB 1.600.000. Rồi cây này màu hồng nhạt, cây này 64GB. Nè. Rồi sau lốt này máy đẹp nha, em bán cho chú anh chị giá 1.300.000 ha, 16GB. Trời nó bị lúng, cái này mày nó bị lúng. Một triệu ba nha cô chú anh chị, 16GB mất con tay, tặng cắp sạc. Chụp hình là đẹp nha. Phan Tùng nữa ha. Con này 128GB nha. Màn rim nha. Màu gold 128GB. Cái này 6 lốt 128GB mất vân tay, giá 1.700.000 nha cô chú anh chị.
6G nhỏ gọn 32GB. Máy này như cầu ngón tay không anh? Cái này mất quan tay nha cô chú anh chị. Trời, con 6G này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu luôn nha. Trời ơi, nó nhỏ nó gọn mà nó đẹp, 32GB, giá 1 triệu. Con 6G này màu gold nha, vỏ xấu hơn cái vỏ kia, 128GB. Em bán cho cô chú anh chị nè, cái màn hình nó bị như vậy nè nha. Đây, nó có một đốm ngay đây vậy nè, 128GB ha. Em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 2 nha. À, về mình chụp hình đã luôn á. Chụp hình ok ha. Rồi, có 1 triệu 2. Rồi, tiếp theo.